Rồi mọi người, bây giờ em qua bên TT2 mua gỏi rượu Thái Lan nha mọi người. Địa chỉ ở 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6 nha. Hiện tại bây giờ là 2 giờ trưa, quán rất là đông nha. Người ra người vào như đi hội chợ luôn nha mọi người. Đó, có chỗ lên lầu nữa nha mọi người. Đây rất là nhiều anh em shipper, đa số là của Shopee Food nha. Còn đây là quầy trà tắc thái đỏ xanh. Rồi bây giờ là mình phải xếp hàng, mình đợi order nha. Đây menu nha mọi người. Không gian của quán rất là lung linh nha. Nói chung là thoáng mát và sạch sẽ, tại vì quán mới nha. Đó, chị Thi đang làm gỏi đu đủ nha. Đó, chị Thi đó mọi người. Chị Thi rất là vui vẻ nha mọi người. Đó, mọi người thấy không ạ? Nguyên một cái cối rất là to luôn nha, dùng để trộn gỏi đó. À, một cái 60, với là 2 ly trà tắc. Đó, mọi người thấy tay nghề mà rất là chuyên nghiệp luôn. Một ngày đi thi phải giả như vậy tới mấy chục ký đu đủ luôn á mọi người. Ngoài món chính là gỏi đu đủ Thái Lan thì ở đây còn có chân gà xả tắc siêu cay luôn nè mọi người. Đó. Rồi bây giờ là phần đu đủ và nước của mình cũng đã được quán chuẩn bị xong nha. Rồi bây giờ mình mang về mọi người, tại vì mua mang về ăn nha, không phải ăn tại chỗ quán thành ra không có review, mà xác món cho mọi người tại chỗ được. Rồi đây mình về tới nhà này nha mọi người. Ở cái phòng nhỏ thôi, mới mở nắp nè mọi người, nhìn hấp dẫn đi chưa nè. Đây là mọi người có tôm nè, đó này là đu đủ nè, ghẹ sữa nè, đậu đũa nè, cà chua nè, đậu phộng, rồi nước sốt công thức. Nói chung là nhà nhìn cũng khá là hấp dẫn, ăn cũng rất là vừa miệng nha mọi người. Có gì mọi người hãy ghé nó thử nha mọi người. TT2 nha, mình mua TT2 tại vì cái kho giao hàng của mình là ở đối diện với lại quán luôn nha. Rồi ok, bye bye chào mọi người nha.